Nghe Lý Trân Trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 Tây tháng 5 2017. Chúng tôi đã có mặt tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Mỹ. Như quý vị đã biết, dự luật AB22 do dân biểu Rob Bonte, ông đã đệ trình ở Hạ viện và đã thông qua. Và thưa quý vị, sau khi cái dự luật này thông qua thì thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã có những cái phản ứng là kêu gọi cộng đồng ký cái thỉnh nguyện thư để mà phản đối dự luật này. Dự luật này có cái ý nghĩa là cho phép những đảng viên cộng sản được làm việc ở những cơ quan công quyền của tiểu bang California. Chúng tôi được biết rằng sau đó thì dân biểu Ascara Kasinchu cùng là đồng viện với ông Rob Bonta thì đã vận động để giải thích cho ông thấy được rằng cái điều này nó xúc phạm đến cái nỗi đau của người Việt. Và ông Rob Bonta đã có một cái hành vi rất là đẹp, đó là viết thư xin lỗi cộng đồng. Đồng thời ông rút cái quyết định là không đưa lên ủy ban định chế, ủy ban định chế của thượng viện. Vâng, kính thưa toàn thể quý khán giả của đài Net Việt, kính thưa quý vị, với tư cách ban đại diện cộng đồng, chúng tôi rất lấy làm sung sướng bởi vì cái dự luật AB22 đã được ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi rất lấy làm sung sướng bởi vì chúng tôi sẽ phải, hôm nay là ban đại diện cộng đồng của chúng tôi có làm một cái buổi để tuyên dương tất cả những cái người mà đã có công ngăn chặn được cái nghị quyết này, cái dự luật này, để mang lại cái niềm an vui cho cái cộng đồng tị nạn của chúng ta. Sau nghi thức khai mạc, hai vị dân biểu này đã rất là tích cực giúp cho cộng đồng người tị nạn cộng sản của chúng ta vượt qua cái sóng gió vừa rồi. Cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình ca ngợi sự chung thủy mạnh mẽ gắn bó với quyền lợi cộng đồng người Việt của hai dân biểu Kasinchu, Ascara. Ông cũng ngỏ lời cảm ơn sự vận động thuyết phục của hai dân biểu đến với dân biểu Rob Bonta, người đã đệ trình dự luật AB22. Và chúng ta cũng thấy rõ rằng nhờ những người bạn mà chân tình của chúng ta như là Ren Biển và đặc biệt là Ren Ascara, My Friend, em và Ren Đệ Anh Vy Chu, và những người mà đã mình thấy rõ rằng bữa nay chúng tôi cũng nói chỉ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tất cả chúng ta đã quyết định đúng khi mà chúng ta đã lựa chọn hai người này để mà làm lãnh đạo. Thiếu tướng Khắc Bình chào hai cái bạn. Ơn quý đồng hương quý vị đã trong công tác này, đặc biệt là rất là trân trọng cái nỗ lực vận động và đấu tranh của tất cả mọi người vì đóng góp xin chữ ký. Dân biểu Kasinchu trình bày việc bỏ phiếu ở Hạ viện và giải thích lý do tại sao ông và Ascara bỏ ra ngoài. Thứ nhất là vì tỏ thái độ tẩy chay. Thứ hai là vì sự tương kính đồng diện để sau này còn thuyết phục ông Rob Bonta hủy bỏ dự luật AB22. Và đương nhiên phải cảm ơn nghị sĩ Trần Đức Nguyễn đã lãnh đạo cuộc chiến đấu này. Dân biểu Ascara tường trình diễn tiến buổi bỏ phiếu ở Hạ viện. Ông cũng nói thêm là chính ông đã giúp Rob Bonta soạn press release. Ascara cũng nhắc lại là những ngày vừa qua có dư luận đặt vấn đề tôi và Kasinchu có phục vụ cho cộng đồng người Việt không. Ông nói thêm, chỉ xin nhìn lại những việc mà chúng tôi đã làm và xin hỏi lại với những người đã đặt cái vấn đề đó thì với cái mục đích gì. Cảm ơn kỹ sư Thân Thọ đại diện cho nghệ sĩ
hai khu vực Nam và Bắc Cali. Chính nhờ sự vận động đó, chúng tôi có cái dự kiện để khiêu kính chịu ông Rock Bonta. Ông đã thấy có chứng cứ rõ ràng cái vụ đó là vậy. And so Jansen described some of the details we actually did. Và đó là tôi xin trình bày tiếp cho quý vị nghe. Là quý vị biết là trong cái buổi mà bỏ phiếu đó, tổng thống Jansen đã quyết định rút lui ra khỏi cái nghị trường và rút lui ra khỏi hội trường để có cái phòng nghị giải lao cho người đó. Và nghị viên nghị trường có kêu chúng tôi làm những phương tiện đó. The first vote was two votes, both short. It was 39 votes and we were not there and we refused to vote. Phải nói rõ lần đầu đó, không có ai chúng tôi đó, vì thế họ thiếu 2 phiếu, họ thiếu 39 phiếu thôi. The moment it passed, it got the 41 votes. My goal was to make sure it never saw the light of day in the Senate. That was my personal goal. Ngay sau đó khi họ không được, họ vốt tiếp tục đó, bỏ phiếu tiếp tục, mà được 4 phiếu, thì chúng tôi đã quyết định với nhau là sẽ mở một trận chiến ngay tại một trận chiến dự này tại Biên Trường Việt. Now, as Jansen said, Rob Bonta has chaired the API caucus, yes, he's also in Democratic Party leadership. And so we had to use our friendship with them as well as our strategy in order to make sure that we can convince them in a very short period of time to drop the bill. Và quý vị phải hiểu là ông Rob Bonta là chủ tịch tiểu ủy ban duyên ái châu sự vụ tại Hạ viện. Ông ta là vai trò lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Vì thế nhà chúng tôi với nhau phải tìm mọi cách trong cái chiến lược làm sao để thuyết phục ông ta rút lui lại cái dự luật này. Within a week, on Tuesday, my office was already helping his office craft a press release to drop the bill. Và chỉ cần đúng một tuần để cho tới ngày thứ ba vừa qua, cách đây 2 ngày đó, văn phòng chúng tôi đã phụ giúp cho họ để soạn thảo cái bản thông cáo báo chí như quý vị thấy ngày qua. On Wednesday, I have been talking with Kansas Chu, with Janet Nguyen, and Rob Bonta's office, and I was very happy that before the end of the day Wednesday, although he made some changes to the language we gave him, he did submit the press release that clearly stated he was dropping the bill. Và suốt ngày thứ tư, chúng tôi đã nói chuyện qua lại những ngày bàn thảo với nhau, và kết cục và chúng tôi đã chuyện trực tiếp với Ken Thanh Chu, nghị sĩ Trần Đức Nguyễn và ông Rob Bonta. Và sau khi trao đổi dài hạn suốt ngày, thì cuối cùng vào cuối ngày, tuy có thể đổi vài chữ, nhưng tôi rất là cảm thấy thỏa mãn với việc ông đã chọn lựa cùng quyết định rút lui cái dự luật AB22 đó. We were able to use that energy and convince Rob, who is a very decent guy, a very compassionate guy, he did not understand what he was doing, the impact he was having, not just on the impact he was doing on veterans, or not veterans, but not on the impact he was doing. But it was intentional. Và bà nói thế này, xin nhờ chú nói lại với cộng đồng và ông ban đại diện và tất cả có cái điều nào đây, các đồng ở đây phải nói là bà từ xin cảm ơn cộng đồng, cảm ơn, xin gửi lại cái lời cảm ơn chân thành với cộng đồng, bởi vì chính những đồng hương đã tiếp xúc cho bà, đã giúp đỡ bà, đã có gần 3 ngày nghỉ cho đến hôm nay. Trong một thời gian rất là kỳ động như vậy, bà đã nhận được đó, chứng tỏ là bây giờ không phải là cộng đồng cảm ơn mà bà có nhiệm vụ phải cảm ơn ngược lại, cảm ơn tất cả những đồng hương của cộng đồng. Nếu mà cứ ra một đồng. Trong một tuần thôi mà có một người assembly member mà họ rút cái bill như vậy á, cái đó thật sự là một cái rất là lạ, không có bao giờ mà có đến như thường như vậy đâu. Nhưng mà cũng hơn nữa đó, mình cũng phải nhớ là cái việc này á, là nó rất là lâu dài đã, mới có 2-3 người đại diện cộng đồng mình. Và cái đó nó bắt đầu từ cái lúc mà mình đi bầu, và nó bắt đầu trong cái lúc mà mình hoạt động ở trong, không có phải chỉ tới hoạt động trong cộng đồng riêng mình phải tới những cái buổi họp, mình phải tới gặp gỡ những người mà đại diện mình để mà cho họ biết. Giống như nếu trong tương lai mà mình, những người mà họ bầu yes trên cái vụ này đi, mình đừng có giận, mình đem tới văn phòng họ, mình giải thích cho họ là mình cộng đồng Việt là từ đâu ra, tại sao mình có những cái yêu cầu như vậy, mình phải cho họ tiếp gặp gỡ
để mà từ từ mình mới. Chủ tịch cộng đồng Phạm Hữu Sơn cũng nhờ hai ông Ascara và Kasenchu chuyển lời của ông. Thì khi một người mà người ta đã biết lỗi, ông đã can đảm nhận lỗi, người ta đã xin lỗi về cái hành động không đúng của người ta, thì cái đó là một cái điều mình phải nói rằng đó là một cái sự can đảm tuyệt đối của cái ông dân biểu đó.